thế giới này có hai loại người được gọi tên thật là đặc biệt. Phụ nữ thì không kiếm tiền gọi là ăn bám, còn đàn ông thì sao? Là đồ bỏ đi nếu túi tiền trống rỗng. Thật là sinh ra là đàn ông đã định sẵn phải làm bạn với ví tiền. Giờ đây kiếm tiền không chỉ đơn giản là để sống mà là một cách chứng minh mình xứng đáng. Với phụ nữ thì kiếm tiền để có thể tự chủ, còn đàn ông họ kiếm tiền không chỉ để nuôi sống mình, họ còn phải chứng minh mình là trụ cột, là người hùng, là ngân hàng di động cho cả nhà. Tiền của người đàn ông phải chất như núi mới đủ, là đầu tư cho tương lai, là chi phí cho hiện tại và đôi khi còn là chi phí duy trì hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng cảm thông với anh em trong cuộc chiến không khoan nhượng này. Nếu như mà bạn đang trong tình trạng căng như dây đàn và mệt mỏi vì những trận chiến không hồi kết, đừng quên nhờ cậy đến bộ đôi thần thánh từ nhà em Phương nhé. Đó là ca xỉn giúp kéo dài thời gian yêu và kẹo đuổi gió giúp tăng hưng phấn. Với hai bảo bối này thì dù cuộc sống có vất vả đến mấy, ít ra thì cái chuyện yêu ấy vẫn thăng hoa. Hãy để lại số Zalo hoặc gọi điện theo số hotline của em Phương. Em Phương sẽ tư vấn để cho cuộc sống thêm phần nhẹ nhàng vui vẻ anh em nhé.